Dọc hẻm 1079D đường Lâm Quang Kỳ là một con kênh dài gần 1 km đã chuyển sang màu xanh đen, bốc lên một mùi hôi tanh hết sức khó chịu. Có nhà nằm ngay sát con kênh, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Dũng rất bức xúc vì cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi tanh của con kênh. Nhất là mẹ của bà Dũng, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bồi, năm nay đã 82 tuổi nên bà thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt do ảnh hưởng từ mùi hôi của con kênh. Đó, đi vô thành phố là phải là sạch sẽ, khang trang. À, giờ vô sống cảnh về sao mẹ sống được lâu để hưởng thụ của mẹ. Sống suốt cả một cuộc đời của người ta sống về sao được. Sao người ta an toàn, sức khỏe, người ta này kia nào, sao ta chịu được. Người dân cho biết nguyên nhân khiến con kênh trở nên hôi thối như thế này là do công ty chế biến thủy sản Huy Nam ở gần đó xả thải trực tiếp vào. Hơn 50 hộ dân sinh sống tại con hẻm đã nhiều lần có ý kiến với công ty và cả chính quyền địa phương. Nhưng đã nhiều năm qua, tình trạng này vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí con kênh ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn. Chịu không nổi mùi hôi, nhiều người đã dọn sang nơi khác sinh sống. Nói chung là bây giờ con cháu tôi, giờ đứa nào vậy nó bệnh, bây giờ cứ đi chích thuốc mỗi bữa luôn. Nó cái mùi này là không thể chịu nổi luôn. Mà bây giờ là hãy nói chung là đầu hẻm mà chạy vô, vừa tới đây là bắt đầu là chịu hết nổi rồi. Dân chúng chịu không nổi. Bây giờ dân ở trong này làm sao mà chịu nổi nữa. Bây giờ cái cảnh này là nói thiệt là bây giờ không lẽ là tản cư luôn, chứ còn không còn cách nào nữa hết trơn. Nếu nhà máy còn làm ở đây thì phải lo cái đường nước cho sạch sẽ cho dân ta sống. Nó là bệnh bản người ta làm kiếm tiền thì bên đây dân phải sạch sẽ. Thì đó mình mới sống hai bên thoải mái được. Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương và đại diện công ty Huy Nam đã họp dân lấy ý kiến vào tối ngày 15 tháng 1. Tại cuộc họp, lãnh đạo địa phương cam kết sớm buộc doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm và đại diện công ty Huy Nam cũng đã nhận trách nhiệm một phần và xin người dân thông cảm. Tuy nhiên, phía công ty lại một mực cho rằng chỉ tiêu nước thải xả ra của công ty là đạt yêu cầu cho phép. Báo cáo giám sát môi trường hàng 6 tháng một lần, khi chúng tôi thực hiện thì đều có các cái chỉ tiêu về nước thải ra. Và là đạt yêu cầu thì mới được thải ra. Như vậy câu hỏi đặt ra là chỉ tiêu nước thải xả ra của công ty là đạt yêu cầu cho phép, thì tại sao nước trong kênh lại ô nhiễm và bốc mùi hôi thối như thế này? Câu hỏi này dành cho phía công ty Huy Nam và các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trả lời. Và trong lúc chờ đợi câu trả lời thỏa đáng, thì hàng ngày, hàng giờ, người dân tại hẻm 1079D, đường Lâm Quang Kỳ lại phải tiếp tục sống chung với môi trường ô nhiễm kinh khủng như thế này. Xe con để đây nè.